Tối 18 tháng 1, tập đầu tiên của chương trình The Face Việt Nam lên sóng với những màn đấu đá giành giật thí sinh của ba vị huấn luyện viên là Hà Hồ, Phạm Hương và Lan Khuê. Nếu nữ hoàng giải trí được đa phần khán giả đánh giá là khá hiền trong tập mở màn, thì hai đàn em là Lan Khuê và Phạm Hương nhận được nhiều chú ý bởi những màn đấu khẩu và thái độ họ dành cho nhau khi ngồi trên ghế nóng. Trong phần thử thách chụp hình với mặt mộc, Lan Khuê và Phạm Hương đã có màn đá xéo nhau khá gay cấn. Đặc biệt, khán giả nhanh chóng bắt lại khoảnh khắc biểu cảm của Lan Khuê đến Phạm Hương khi Hoa hậu chủ động hướng dẫn thí sinh cách tạo dáng. Trong loạt ảnh được dân mạng chia sẻ, thái độ của Lan Khuê được cho là không hài lòng với cách thể hiện của Phạm Hương. Một số người dùng những từ kênh kiệu hay ghét ra mặt để nói về vẻ mặt này của Lan Khuê. Lan Khuê nhận xét về Phạm Hương trong chương trình. Điều giúp Phạm Hương tỏa sáng là sự tự tin, nhưng đôi khi sự tự tin ấy hơi thái quá, khiến người khác hơi mệt. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại đánh giá Lan Khuê có vẻ hơi vội vã một chút khi thể hiện bản thân mình quá nhiều trước các thí sinh. Từ trước khi cuộc thi The Face Việt Nam lên sóng, Lan Khuê và Phạm Hương khiến khán giả tò mò trong đợi những gì họ sẽ thể hiện, thái độ dành cho nhau, như thế nào khi làm việc cùng nhau. Bởi hai người đẹp từng vướng tin đồn bất hòa hay bằng mặt không bằng lòng trong năm qua, sau khi đại diện nước nhà dự thi hai cuộc thi nhan sắc quốc tế trở về. Tuy nhiên, trong nhiều bài phỏng vấn, cả hai đều lên tiếng khẳng định mình và đối phương đều giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, không hề ganh ghét nhau. Thậm chí họ còn thể hiện nhiều hành động tình cảm thân thiết dành cho nhau khi ghi hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!